Kính chào quý vị và các bạn. Hôm nay tôi đang có mặt ở vườn lan Bình Liên thuộc Đông La, Hoài Đức, Hà Nội. Trong vườn lan này thì hôm trước tôi có chia sẻ các bạn một cái chủ đề tổng quát trong dàn. Hôm nay tôi sẽ chia sẻ các bạn một cái chuyên đề về hàng bộ sưu tập hàng va và thân thủ của anh Bình để truyền tải đến các bạn, cũng như là những cái kỹ thuật và kinh nghiệm trồng và chăm sóc hàng va làm sao để đạt được cái thân thủ về lá, về hoa hoặc là về ki, và đặc biệt là đạt được cái hiệu quả về kinh tế. Số điện thoại của anh Bình là 0932 397 686. 0932 397 686. Bây giờ mình sẽ đi vào trong dàn của anh Bình để chúng ta cùng giao lưu với anh Bình. Tôi tin rằng video clip này sẽ không làm quý vị và các bạn thất vọng. Như các bạn thấy thì ngay khi mình bước vào trong sân đây, cổng, đã thấy được là người chủ là một người rất là chỉn chu, sạch sẽ, gọn gàng, ngăn nắp và rất là có ánh mắt nghệ thuật đấy các bạn. Đấy, quang cảnh được bài trí rất là đẹp. Đang là mùa đông mà cây cối nó nở hoa như thế này thì các bạn biết rồi là rất là tinh tế luôn ấy. Ở đây thì tôi nghĩ rằng ngoài cái làm kinh tế ra thì còn chính là chơi lan. Đấy, thì bây giờ mình sẽ đi thẳng ra đằng sau là cái khu vực anh Bình đang trồng và chăm sóc lan đột biến. Các bạn muốn xem lại cái thông tin về dàn của anh Bình tổng quát hơn, các bạn hãy quay lại cái video clip hôm trước mà tôi đã từng chia sẻ đến các bạn. Thì ở phía kia là một cái chuồng cọp các bạn ạ. Ở trong chuồng cọp này thì anh Bình đang soạn và đang chuẩn bị một số những cái cây lan để chia sẻ đến tất cả mọi người. Wow, rất là tuyệt vời. Em xin chào anh Bình ạ. Dạ. Hôm nay thì em đến đây và rất là muốn là tham quan, chiêm ngưỡng cũng như học hỏi cái kỹ thuật trồng và chăm sóc những cái cây va của anh, những cái hàng đột biến hoặc là những cái hàng thân thủ hoặc là những cái độ sự tác phẩm mà anh cảm thấy tâm đắc và đặc sắc anh nhốt ở trong cái chuồng này để truyền tải đến quý vị và các bạn. Anh có sẵn sàng không ạ? Rồi, ok em. Dạ vâng. Rồi. Đây là cái áo đồng phục mới của kênh Hoa Lan TV các bạn. Có rất là nhiều các màu các bạn nhé. Anh Bình ơi, cái cây này là cây gì mà nó lại rực rỡ và nó lại khủng khiếp thế này hả anh? Cây này cũng giới thiệu là anh cũng thu mua của bà con ở trong Hòa Bình cách đây khoảng 5 năm rồi. Dạ. Khi đó là họ khai thác là nguyên bản. Đấy, nên hiện nay là anh nuôi chăm sóc thì thấy là cây phát triển rất là tốt mà thân thủ thì đẹp. Quá đấy, tốt luôn ý. Chỉ tiếc rằng là anh... đấy cũng vì máy nó trục trặc nên là anh không lưu giữ được cái hoa anh. Hoa. Dạ. Năm nay anh sẽ để cho nó tưng bừng nở hoa. Ui dễ sợ để quá. Nếu mà vào đúng cái dịp mà anh em trưng bày thì chắc chắn là sản phẩm này sẽ được nhiều anh em được chiêm ngưỡng. Cái này được 2 này. 2 4 5 7 8 10 12 14 cây phải không anh? 14 giả hành đúng không ạ? Nó rất là nhiều mầm. Ui dồi. Thân thủ của nó thì ghê gớm. Bản lá anh đo được những cái lá to được khoảng 7cm. 7cm ạ? Chiều rộng 7cm luôn. Em thấy giả hành này phi này nó phải phi 19 này. Vì là anh để trong này nó mát nên là thân nó cũng không đạt. Quá dài luôn anh ạ. Đấy, còn bình thường là nếu anh em mà tăng thêm độ lắng thì là thân nó rất là to đẹp. Cây này dài được khoảng 2m chưa anh? Nó cũng chỉ được khoảng chắc được khoảng 1m7 đấy nhỉ. Dài mà, anh đứng vào cái cây dài dài kia để em đối chiều so sánh với quý vị được không ạ? Như vậy là từ đầu gối anh Bình cho đến là một với thì khả năng nó phải gần 2 mét các bạn. Ở đây chậu này anh trồng bằng cái gì vậy anh? Anh cũng sẵn cây gỗ mà từ rừng về thì là anh cho vào chậu này và anh cũng cho thêm vỏ thông.
vỏ thông thì rồi sau khi mà rễ nó xuống thì cũng vỏ thông và kết hợp với cả phân chùn quế, dạ, phân tan chậm, mỗi thế thôi anh. Ừ, rất đơn giản. Ồ, ở đây tôi thấy là chỗ này là che mưa các bạn ạ, ở trong chuồng cọp này là che mưa và dưới một lớp lưới. Ở đây mình tưới một ngày mấy lần vậy anh? Cái này thì anh cũng cứ kiểm tra cái giá thể mà nó còn ẩm thì anh cũng không tưới, dạ, vì là nó trong mái che nên là mình có thể chủ động được cái nguồn nước tưới cho cây. Đấy, khi nào mà cây cảm nhận thấy nó vẫn còn độ ẩm tốt thì là mình cũng không cần thiết phải tưới. Dạ vâng ạ. Cái cây này là cây lá mít, cái đây năm kia là anh có mua của anh em ở dưới khu vực Chùa Hương. Lá mít Chùa Hương hả anh? Lá mít Chùa Hương. Ồ, Chùa Hương là rừng Chùa Hương đấy ạ. Anh cũng hay là cái cây của ở Chùa Hương thôi. Cái cây đấy là của anh em chơi lan ở dưới Chùa Hương thôi. Cây này giờ chắc là nó phải được 2 cm rồi đấy anh nhỉ. Ừ. Phi 20 đấy. Đúng rồi. Cũng khá đạt đấy. Dạ. Nói chung là rất là đạt. Mùa này mà các bạn thấy đây có cái ngọn của nó vẫn còn đang đua ngọn đây. Lá đơn là kép các kiểu này, đấy. Mà đây cũng giới thiệu anh em là xuất phát điểm nó cũng chỉ được có hơn 20 phân là cái thân mẹ thôi. Nghĩa là cây cái giả hành Ki 52. Ừ. Là được 20 cm. Ừ. Và năm nay là năm thứ 3 đây, đẻ dạ. 2 mập và nó đạt được như thế này. Với mấy cái nốt này là nốt gì đây anh? Nó bị cái này là nó ngay từ cái mùa xuân đấy, dạ, cũng không phòng được cái côn trùng nên dạ, là vâng, các cây biết côn trùng đốt nên là nó vẫn còn các cái sẹo. Như vậy là từ một cái cây mẹ 25 cm mà nó đã ra được một cái cây con. Cái con là nó dài khoảng tầm vào tầm 1,5 m anh nhỉ. Nó cũng đạt được khoảng chắc là khoảng 1,5 m đổ lại thôi. Dạ. Nhưng mà nó đẻ được cả 2. Nhưng mà được một cái là nó lại đẻ nối. Thêm cái cây này nhìn rất là vui mắt. Cây để nối mà hiện nay dài được khoảng tầm 70 cm rồi các bạn, mà vẫn còn đang đua ngọn và chưa có dấu hiệu thắt ngọn. Mà thân thủ rất là cái. Ở đây em thấy anh trồng cũng rất là đơn giản. Thì đây là một cái chậu đất. Chậu gốm thôi. Chậu đất này là phi 25 anh nhỉ. Ừ, cái này được. Rộng 25 cm. Ở đây mình dùng chất liệu gì ở trong này vậy anh? Anh cũng chỉ có lót ở dưới là xốp, sau đấy là ở dưới là anh lót xốp này, đây là dạ, anh em nhìn có thể cái màu trắng này. Dạ. Sau đấy là đến cái vỏ thông. Vỏ thông thì này, anh phải ngâm rất là kỹ. Vâng. Ngâm xử lý rất là kỹ. Em đấy, cũng thấy rồi, vừa nãy em ra thế kia em thấy anh còn rửa ngâm vôi xong rồi lại rửa lại nữa. Thì trên này thì anh cũng chỉ cho phân trì mới ở chùn quế. Cái này là chùn quế phải không anh? Ừ, chùn quế đấy. Cái này bao nhiêu tiền một cân đấy ạ? Hiện nay là anh mua nhập về là giá nó vào khoảng 45.000 một kg. 45.000 một ký ạ? Ừ, một cân đấy. Còn cái này là cái phân NPK của Nhật 13, 11, 11 ME này. Ừ. Cái phân này là phân trì này. Đấy, phân trì. Rồi còn cái phân này là phân vàng này là phân gì anh? Anh cũng thấy anh em bảo là đây là hàng này là nhập từ Đài Loan. Dạ. Chữ nó loằn ngoằn lắm, chữ nó tao tưởng nhưng mà nói chung là phân vàng rất là tốt. Dạ. Như vậy là mình bón một lúc một vốc này luôn hay là mình chia làm nhiều lần để mình bón hả anh? Anh cũng chia làm nhiều lần. Mình dạ, rắc làm sao cảm nhận thấy cái cây theo cái lực cây để mà mình cho ăn làm sao cho nó từ từ chứ cũng không nên cho ăn lặng quá vì dạ, lặng quá nhất là cái phân vàng này là nó sẽ dây đúng rồi độ sót. Cái phân vàng này đấy, em trồng đợt trước ấy nhá. Em trồng một cái chậu mà phi 14. Ừ. Xong em cho một cục ở trong một cái tép nó dài chừng này. Chết cây luôn. Đúng rồi. Đấy. Vì là nếu như là ta kiểm chứng, nếu như là ta có bị đứt tay một chút chẳng hạn, dạ, xây xước mà sờ vào cái phân này, sờ vào cái phân này thì cái độ sót của nó là khủng khiếp luôn. Dạ. Mình mới cảm nhận thấy là cái phân này thì đương nhiên là về chất nó cũng rất là tốt. Như vậy là nguyên tất cả cái chậu này là mình bón phân mấy lần vậy anh? Gần như là những cái phân tan chậm này là một năm anh cũng chỉ dùng khoảng 2 lần thôi. Dạ. Nhất là cái phân trì này là theo như là khuyến cáo trên bao bì là được khoảng nửa năm ạ. Nửa năm đấy. Dạ. 180 ngày đấy. Dạ. Thì là mình cứ chia ra làm 2 lần. Thì lần đầu thì là khi cây còn bé thì mình cho ăn ít thôi. Như vậy là cả cây lớn và cây ươm kia anh đều chăm bằng chế độ như vậy hả anh? Ừ, đấy, đều chế độ như vậy. Cái này còn chưa có dấu hiệu thắt ngọn đấy các bạn. Cây này là cây gì mà nó tím ngắt vậy anh? Cây này thì là anh mua là ngày xưa là người ta khai nghe nói thôi, chứ còn thực tế là anh cũng không
được lắm một cách thật tường tận là họ nói là được khai thác trên trên núi Ba Vì. Thì anh cũng về mạo muội là đặt cho nó có cái tên là tím Ba Vì. Như vậy là mình được độc quyền đấy ạ. Hiện nay thì là chỉ có vườn anh có thôi. Dạ. Quá tuyệt vời đấy ạ. Như vậy là cũng là vỏ thông này, rồi một số các cái phân ở đây em thấy nhá, đây này. Cái phân này là cũng là phân chuồn quế bón lâu rồi này. Đúng rồi, nó khô rồi. Xong đến phân này là phân chuồn quế mới thả này. Như vậy là mình chia làm nhiều lần đúng không anh? Đúng rồi, thì là theo như là công dụng thì cái chuồn quế nó thời gian còn chất nó chỉ vào khoảng 1 tháng thôi. Dạ vâng ạ. Nó còn là cái bã, nhưng mà cái ưu điểm cái phân này là nó không tan nhuyễn ra. Dạ. Đấy, nó vẫn còn nằm trên này, nó vẫn khá là còn thành viên, nên là cũng rất là tốt cho cây. Dạ vâng. Alo ạ. Thưa các bạn, cái cây mà vừa nãy tôi mới chia sẻ các bạn là anh Bình mới nói đó, là cái cây Ba Vì, tím Ba Vì đây ạ. Đây là cây mẹ của nó đây. Cây mẹ đây hả anh? Dạ. Năm nay anh sẽ để qua tương đương luôn. Thứ nhất là anh em nếu ai có sở hữu cây kỳ thì cũng sẽ có mặt hoa. Đến mùa hoa năm tới là sẽ được thưởng lãm mặt hoa vì bự hoa nhỉ. Trước đây là anh cũng có chụp nhưng mà máy nó trục trặc nên là mất rồi không còn lưu giữ ảnh nữa. Dạ. Ừ. Như vậy em thấy cây này bây giờ nó dài nó vào khoảng tầm 2 mét đấy nhỉ. Nó gần 2 mét. Đấy, nó cũng phải xì xít. Khiếp thật. Bên cạnh cái chậu sơn nữ Đà Bắc cái chậu gì? Tím Ba Vì. Chậu tím Ba Vì này là chậu sơn nữ Đà Bắc đúng không ạ? Ừ, hôm trước em vẫn còn nhớ là anh có chia sẻ với em, hình như hôm đấy nó mới mọc của đến đây thôi. Đúng rồi, nó chỉ được khoảng 3-40 phân thôi. Dạ. Đấy, mà hôm nay nó đã được hơn mét rồi. Đây em nhìn đây cái kỳ năm đầu của nó đây này. Dạ đâu ạ? Năm đầu còn lại anh nó mọc từ trên thân đây này. Đây các bạn ơi, đây là cái mầm ở trên thân. Những cái mầm ở trên thân gọi là kỳ các bạn nhé. Đó, dài hiện tại là đấy, được, phải được đến 60 60 à? 60 cm. Chưa có dấu hiệu thắt ngọn. Cái chậu này hôm trước ở trong hội Hoa Lan Đông La có cái cuộc thi thì cái cây sơn nữ Đà Bắc hôm đấy nó nở rất đẹp và đạt được giải nhất đấy các bạn. Các bạn có thể xem lại những cái hình ảnh xuất sắc về hoa lan ở trong hội hoa lan Đông La hôm trước mà tôi có quay. Hôm vừa rồi thì hội hoa lan xuyên Việt có tổ chức một cái buổi giao lưu, thì có đấu giá một cái kỳ sơn nữ Đà Bắc nhỏ nhỏ xíu xíu ấy. Hình như là 5 cm à? Cũng được khoảng 5-7 cm rồi đấy. Được mấy triệu anh nhỉ? Em nhớ mang máng đâu, 4-5 triệu gì đó. Cây này bữa nay được giá không anh? Cây sơn nữ Đà Bắc này này. Sơn nữ thì trước đây là anh mua là giá nó đắt gấp đôi so với HO, chính là cái tác phẩm của anh Hiển Oanh trên dạ. Hòa Bình. Đấy, nhưng mà hiện nay thì nó chắc là nó cũng xem cái tầm như là Hiển Oanh đấy. Bây giờ em ví dụ như một cái này 60 cm chắc nó phải tầm 80 triệu nhỉ? Đấy, nó cũng khoảng như vậy. Một cọng này, một cọng. Ở đây mình có 2 này, 4 này, 6 này, 7 cọng đúng không ạ? 7 cọng này tính ra 7 mét đi. Đấy, 7 mét đấy. Khoảng gần 1 tỷ. Gần tỷ to nhỉ. Tiền nhỉ. To tiền thế. Còn bên này là tác phẩm gì đây anh? Đây là cây gọi là tím viền Huế này. Dạ. Cây này thì cái cây này cũng nổi tiếng lắm này. Cây này tím viền Huế là cái lưỡi nó tím viền đúng không anh? Chính xác. Mà cánh nó cũng viền, lưỡi nó cũng viền. Rồi. Mà lưỡi nó hình như gần bệt đúng không ạ? Dạ. Đấy, cây này rất là đẹp mà cũng rất là hiếm đây này. Anh còn mà... bên này là những cái gì đây ạ? Đây cũng là các cái kỳ này, kỳ này giống kỳ Phú Thọ nhỉ? Kỳ này là kỳ Phú Thọ này. Dạ. Còn cái này cái tác phẩm gọi là anh em cứ biếu tặng thì mình cũng sưu tầm. Cái này giống cái gì? Mưa một. Còn ở bên trên kia là những cái tác phẩm gì vậy hả anh? Nó cũng tổng hợp khá nhiều giống nhưng được mà kia em thấy thì... 6 mắt kìa. Sáu mắt Hòa Bình kìa. Trắng Hà Đông, trắng Thực Hà. Dạ. Đấy rồi trắng số 1 Tấn Phong và một số các cái giống cũng anh cũng mới sưu tầm. Hôm trước em thấy cái dàn này của anh nó đầy dàn mà sau nay còn ít vậy anh? Thì cũng chia sẻ cho anh em đến. Hết phải nửa dàn đấy nhỉ. Cách đây hôm đó vào đây là cách đây mấy tháng anh nhỉ? Lúc em vào không nhầm nó rơi vào tháng
tháng 5 đấy nhỉ? Tháng không biết là hội Đông La đấy. Tháng 6. Như vậy là được nửa năm, gần nửa năm. Gần nửa năm mà anh bán hết nửa dàn. Các bạn thấy không ạ? Cái này nó chạy hàng lắm. Cái này cái gì mà nó thẳng đuột một và đang đua ngọn đây anh? Cây này là cây lâm cây trắng Phú Thọ. Cây Phú Thọ đây ạ? Cây Phú Thọ. Đây là anh nuôi kỳ này là kỳ 52 đấy. Cái này chắc là phải treo lên cao cho nó ăn thêm nắng này. Ừ. Cây này là nó chưa béo nhé các bạn nhé. Chưa tích mỡ này. Để từ từ nó tích mỡ thì có thể nó sẽ to hơn. Đây cũng là kỳ hả anh? Ừ, kỳ 52 thôi. Dạ. Ừ. Đây xuất phát điểm em nhìn thấy cái kỳ nó bé tí này. À. Đấy. Ồ đây các bạn ơi. Cái cây mẹ của nó này. Cây mẹ là 5 cm. Cái con này. Cái con 70 cm. Bây giờ tính sơ sơ nhá, lúc mình mua 5 cm vào tính 8 triệu đi. Đúng ạ? Bây giờ mà 70 cm mà tính 5735 là 35-40 triệu đúng không anh? Ừ. Ui giời. Ngon nhỉ. Thơm phức luôn đấy. Nói chung ở đây cũng là cái kênh vừa là với anh em mới chơi thì nó cũng là kênh giải trí. Dạ. Kết nối với cái sự là chia sẻ thì ta cũng thu lại được những cái phần đầu tư sau có thể là 2-3 năm chẳng hạn. Vâng. Anh em mới yêu lan thì cứ yêu và đam mê đi. Không, vừa nãy rồi em nói về tiền nhiều như thế là kiểu gì cũng bị chửi. Em biết rồi, nhưng mà cứ phải bị chửi như vậy nó mới vui. Ở đây nó là sự thật thôi mà, vì là ai cũng mong muốn là mình sở hữu những... Không, em bị chửi nhiều lắm anh ạ, tại vì em cứ đến các nhà vườn nhá, mà em quay xong em hỏi về giá. Ví dụ như hôm trước em có quay một cái dàn, em hỏi về một cây bạch tuyết, bảo cái cộng dài chừng này, bao nhiêu, bảo 1-2 tỷ. Quay xong bị chửi quá chừng anh ạ, cứ kệ thôi. Nhưng mà em thấy là như thế thì nó mới vui. Hôm nay thực sự rất là tuyệt vời khi mà được giao lưu với anh Bình, một người rất là nhiệt tình và thân thiện, cởi mở để chia sẻ đến tất cả mọi người những cái kỹ năng, kinh nghiệm trồng và chăm sóc cái cây lan, làm sao mà thứ nhất là vui, thứ hai là có hiệu quả về kinh tế. Và hôm nay thì em chui vào trong cái dàn này của anh em quay ấy là em cũng yên tâm rồi. Chứ em sợ nhất là cái dàn mà nó có tí giá trị mà nó lại tuềnh toàng quá là nguy hiểm lắm. Nhưng mà dàn của anh thì em rất yên tâm vì ở đây là vòng trong vòng ngoài, đây là chuồng cọp trong chuồng cọp. Nên là các bạn lưu ý, nếu mà giả sử như các bạn có những cái cây lan có giá trị, các bạn cũng nên nhốt cho nó kỹ một chút. Đặc biệt là cái tầng bên trên kia cả, cái mái đấy, là phải có 2-3 lớp như vậy thì mới đảm bảo được. Xin kính chúc các bạn xem video clip vui vẻ, mạnh khỏe và mở rộng được thêm tầm mắt của mình. Cũng như là nếu mà các bạn có được những cái ý kiến đóng góp, các bạn hãy cứ viết vào cái mục bình luận. Các bạn hãy đăng ký kênh và nhấn vào chuông thông báo để nhận được những thông báo mới nhất từ kênh. Xin kính chào các bạn.